Khánh Bình có những cái kỷ niệm nào đặc biệt với cô Kim Huệ trong thời gian mình đi diễn? À, có Thanh Kim Huệ đó là một hiếm chú Thanh Điền là chú và con Giang Khánh Bình, còn Thanh Huệ là hiếm. Dạ. Ở Long Xuyên, còn chụp hình Long Xuyên An Giang á, chụp hình xác. Tại vì lúc đó mình còn nhỏ, anh ra chú đi lên Sài Gòn nên cũng không có liên lạc, nhưng mà sau này thì hãy liên lạc. Anh có lời chia sẻ đặc biệt nào đối với chú Thanh Điền, người ở làng khi mà cô ra đi? Không, thì có đi diễn với chú mấy lần với cô mới nhận ra được. Tại vì chú thì đi diễn ở ngoài Bắc mấy lần với cô, nhưng mà sau dịch á, tự nhiên cái mấy tháng này thì cô bệnh đó, bệnh sau đó mới nghe cô mắc mấy ngày hôm qua. Có hỏi chú có đúng gì không, mà chú nói đúng gì rồi. Thì ra mình chứ không dám, sợ là mình đăng lên chia buồn đó, sợ bị hố. Dạ. Rồi tiện đây xin cầu mong cho cô Thanh Huệ sẽ được siêu thoát và chú sẽ cố lên. Nói chung là cuộc sống ai không biết được, ai cũng phải qua cái con đường này hết, mất hay còn thôi. Dạ, cảm ơn anh. Mới lên. Mọi người giữ sức khỏe nha. Cảm ơn này. Cái con này nhé, tặng khán giả một ca khúc như là bài gì em không nhớ rõ. Không, cái bài này bài ngon lớn. Không, cái bài đó hôm nay thì ngày của cô Huệ mất thì mình hát cái bài này rất là có nghĩa, là bài là cắt bụi cuộc đời, hát một đoạn nha. Để mình chia buồn và mình cùng tưởng niệm cô. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau.
để rồi ngày mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng đu buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, vì thầy sự nơi chân ai. Dạ, xin cùng chia buồn cùng chú, mong mọi người sẽ giữ sức khỏe, tức là ai rồi sẽ cũng qua thôi, như khách bình cũng vậy, hay là mọi người cũng vậy. Sớm đi trước đi hay đi trễ thôi. Dạ, mọi người sẽ thương yêu nhau bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình người. Dạ. Nếu có gì sơ sót hay là những cái gì mà cuộc sống này có gì quý vị cứ nhắm mắt ngủ một đêm xong bỏ qua hết tất cả. Nhưng mà ở cô Thanh Kim Huệ thì có cái kỷ niệm gì anh muốn chia sẻ không anh? Có điều gì nhớ nhất về cô không? Nhớ nhất thì lúc nào cũng nhớ, tại vì là một đồng nghiệp đó là ngày xưa là cũng làm thím dâu. Kim ở quê cơ bằng thím dâu đó thì còn ở Sài Gòn là mình đi hát là gặp nhau thì cái đồng nghiệp cũng về cũng vẫn trân trọng cái phần thím, nhưng mà tại vì là mỗi lần cô về quê á là dễ thương lắm, như em bé đó nhũng nhẽo lắm, nói chung là thích ăn cái gì đó là về cho về cái này cho về cái này, là thành ra là ở quê ai cũng thương yêu cô hết trơn, rất là dễ thương như em bé vậy đó, kêu bằng búp bê không à, ở quê yêu quan cầu khỉ mà nhũng nhẽo lắm, bất cứ đi ăn cái gì là quệ muốn ăn cái này, quệ muốn ăn cái này. Dạ, thành ra là ai cũng trân trọng, ai cũng thương cô hết. Với cuộc sống không có mất lòng ai hết, nghệ sĩ hay nào giờ mọi người thấy không? Không có mất lòng ai hết. Bài hát là bài giọng cổ nào đó mà anh thích của cô Thanh Kim Huệ? Yêu lầm, hôm yêu lầm cái bình hát với lại Ngọc Tuyết á, trên cái bị đánh lên YouTube là yêu lầm Ngọc Tuyết với cái bình đàn hát của cô ngày xưa là cái bình nghe cô hát xong rồi cái phong bắt trước cô là nghe hát là yêu lầm á trên của cái bình đó. Còn Lan Nhà Điệp là cái mình chuẩn bị ra một cái kịch cải lương á, kỷ niệm mới vừa mới vừa định mời cô thì bàn hết trơn rồi thì cô mất thôi. Từ trước tới giờ thì anh có bao nhiêu lần sông ca với lại cô chưa? Bình tại vì chưa có họp tới cái bài hát nào hết, tại vì là cô là bên cổ còn mình là bên nhạc. Anh nghe mình mới cái tập cổ đây à, định chuẩn bị thôi, nhưng mà lấy xô với mình đó, nhưng mà thứ nhất là dịp thứ hai là cô đã mất rồi thì nó cũng không có còn mong là gì nữa rồi, cái là một dĩ vãng. Cảm ơn anh đã có Khánh Bình chia sẻ, có thể là chia sẻ là gốc của cô Thanh Kim Huệ là quê là ở đâu không? Khánh Bình thì quê thì cái Bình không có nhớ, còn quê của chú thì ở Long Xuyên An Giang, ở gần nhà cái Bình cây số. Ở vừa về Long Xuyên An Giang thì quý vị là tiệm chụp hình Hà Mỹ Xuân, thì đó là cái tiệm của gia đình của chú, của Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân, chị em với chú Thanh Tiền. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đó là những gì?